Ai vậy? Hạnh phúc quá ha. Ba mẹ, sao ba mẹ lên ba bài không báo con? Thằng này thằng nào? Dạ. Đây là ai? Con nói đi. Dạ, đây là người yêu của con. Dạ, chào hai bác. Con lớn rồi, cũng năm cuối đại học rồi, con phải có người yêu chứ ba. Con có người yêu, ba không có cấm. Nhưng không phải ai con cũng yêu được. Nhất á, là những người có gia đình, con cần phải tránh xa. Con nói cho ba mẹ nghe nè, con không thích mấy anh trai trẻ chưa có sự nghiệp tài chính ổn định này đâu. Bản thân anh lo chưa xong nữa sao lo được cho con. Con nói rõ ý của con rồi đó. Ba mẹ mà tự ý mai mối vậy sau này mất mặt ráng chịu nha. Mi. Con. Mi. Con. Ơi. Cô chú biết lý do tại sao á con gái của cô chú không chấp nhận chàng trai trẻ kia không? Sao vậy con? Tại vì bé Mi đang cặp với chồng của con. Cái gì? Hả? Làm gì có chuyện đó. Đúng rồi. Con gái tôi nó không bao giờ làm ba cái chuyện bậy bạ đó đâu. Đúng rồi. Chắc là cô hiểu lầm con tôi cái gì rồi đó. Hả? Cái này. Cô chú bất ngờ đúng không? Con coi Mi như là em gái trong gia đình. Nhưng mà con không ngờ là Mi lén lút cặp với chồng con. Cô chú à, con xin cô chú, cô chú có thể nói chuyện với Mi được không? Bây giờ con còn có con của con nữa, rồi tương lai của nó như thế nào? Giống như gia đình con đang rất hạnh phúc, cô chú có thể khuyên Mi giùm con được không cô chú? Được rồi, cô cứ yên tâm về chuyện này nha. Vợ chồng tôi á sẽ đứng ra điều tra cái vụ này cho nó rõ ràng. Nếu như thật sự á cô Mi nhà tôi á nó cặp kè, nó phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô á, vợ chồng tôi á nhất định sẽ xử lý nó. Chị Phương nói với ba hả? Trời ơi con ơi là con, tại sao con ngu dại quá vậy hả? Trai trên đời này đâu có thiếu đâu. Sao con không quen, con lại đi quen một người đã có gia đình, có vợ, có con rồi. Hai bác đừng có trách Mi nữa. Lỗi là tại con hết á. Con với vợ con không có còn hợp nhau nữa, cho nên là con mới lại qua lại với Mi. Cậu ly dị vợ con chưa? Dạ chưa. Ảnh sẽ sớm ly dị thôi mà ba. Ảnh hứa với con rồi. Mày hả? Trời ơi ông ơi, cái gì từ từ nói ông. Mày gan lắm. Mày nghe nó nói gì chưa? Nói với vợ nó mới lục đục thôi, chưa có ly thân, ly hôn gì hết á. Chưa gì á, mày nhảy vô mày làm tiểu tam, mày phá hoại hạnh phúc của nó. Trời đất ơi, tao cho tiền mà lên đây ăn học, mày làm ba cái chuyện xấu hổ này đó hả? Hôm nay quyết định á, phải chia tay thằng này. Nếu như mày không chia tay thằng này á, tao với mẹ mày á, từ mày luôn đó. Thôi được rồi, ba mẹ từ con đi. Coi như từ nay á ba mẹ không có đứa con gái này đi. Con sẽ cười sống cuộc đời của con. Con làm thế những gì suy nghĩ con cho là đúng. Con không phải là con rối để cho ba mẹ sáng kiến đâu. Nè, mày đứng lại. Mày đứng lại tao biểu. Cô chú con mới tới. Phương, sao em tới đây vậy? Là chú kêu đó. Bữa nay cô chú có chuyện cần thiết muốn nói với hai đứa nè. Phương ơi, cô chú xin lỗi con nha. Cô chú sanh con ra mà không biết dạy nó, để cho nó gây cái lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Con dạy thì cái mang, bây giờ cô chú cũng ê chề dữ lắm, không có mặt mũi nào để nhìn con hết. Nhưng mà cô chú vẫn phải hẹn con ra đây á, để giải quyết cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Con đừng có giận cô chú nha. Còn con. Dạ. Chú đã là người chồng, người cha, là người trụ cột trong gia đình, cho nên chú hiểu được cái cảm xúc của con bây giờ. Con à, cái chén á, ở trong sống nó còn khua được mà. Huống hồ chi á, hai vợ chồng bay á, ăn ở với nhau, sống với nhau cả đời á, ngoài cái chuyện hạnh phúc ra thì thỉnh thoảng á, hai đứa cũng phải có chuyện gì lục đục với nhau chứ. Như vậy thì mới gọi là vợ chồng. Cô nói cho con nghe, con cũng còn có con của con, còn gia đình hai bên nữa, chứ đâu phải riêng bản thân con đâu. Chứ con không thể nào bồng bột nhất thời vì cái cảm xúc của mình mà con đánh đổi tất cả. Đúng rồi đó con. Mình làm sai cái gì á thì mình biết sửa, đừng để cái sai đó tiếp tục làm tổn thương người mình yêu. Cô nói cho con nghe nè, Phương nó chấp nhận, nó tha thứ lỗi lầm của con lần này, nó để cho con trở về. Con của con nó cần một người cha, gia đình của con cần một người chồng làm trụ cột. Cô chú nói hết lời rồi đó. Dạ. Con cảm ơn cô chú. Phương, anh xin lỗi em.
Thiệt sự á, anh với My chỉ mới đi chơi với nhau thôi à, chứ chưa có làm gì quá giới hạn hết đó Phương. Anh sai rồi Phương, cho anh một lần thôi, một lần anh sửa sai thôi Phương. Anh nhớ con lắm Phương, tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh, cho anh cơ hội nha Phương. Một lần này thôi, nếu như có lần khác nữa em chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh hứa một lần này thôi Phương nha. Ba mẹ ơi, anh bỏ con rồi. Mày còn vác cái mặt mày về cái nhà này chi vậy? Không phải mày từ bỏ hai bà già này rồi hả? Con yêu anh thiệt lòng, vậy mà anh đành lòng bỏ con để quay về với vợ anh. Con đã bất chấp hết tất cả để đi theo anh, ta mất trốn thì để đi chơi với anh. Bây giờ con mất hết bạn bè, trường có thì đình chỉ không? Con thật sự mất hết tất cả rồi ba ơi. Cái giá đó còn quá rẻ so với mày gây ra những cái tội lỗi cho gia đình người ta. Mày phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Xém chút xíu nữa, thằng nhỏ xíu á, nó phải sống trong cái cảnh cha mẹ nó ly hôn. Mày thấy không? Mày làm như vậy sai quấy chưa? Sao mà con ngu dại dữ vậy hả? Bao nhiêu chuyện không làm lại đi làm tiểu tam. Con bôi trò trét trấu lên mặt ba mẹ, lên cả bản thân của con. Bây giờ cả đời của con bước ra ngoài xã hội, người ta sẽ nhìn con bằng cái ánh mắt con là tiểu tam, con là kẻ giật chồng người khác. Rồi ai còn dám tin tưởng con nữa hả? Tại con yêu quá nên con mù quáng. Con phải làm sao đây mẹ? Bây giờ làm sao hả? Giờ chỉ có một cách làm thôi con, là con sống, con ăn năn hối cải thì vô bà. Đúng là con với cái à. Mẹ ơi, con biết sai rồi mà. Giờ này chưa chờ chưa chật rồi, đi chợ cái kiểu gì mà chưa thấy về nhà nữa. Mày coi đó, nó có bầu. Mà nó đi chợ đi, chắc nó đi kiểu như vậy nè. Nó để vậy nè, chắc nó đi vậy nè. Trời ơi, ông đi tướng xấu không ơi. Nó đi kiểu này chắc tới tối mới về tới nhà. Thì chắc là vậy rồi. Bác nói cho con nghe nha, hồi đó cái lúc mà bác mang bầu á, 9 tháng gần tới ngày sanh rồi, bác cũng không có đi cái tướng hai hàng như nó nữa. Đi cái gì mà xấu xí quá trời quá đất luôn vậy. Kìa, mới nhắc về tới rồi kìa. Ủa, sao em ở đây vậy Thi? À, dạ, em chào chị Hân, em qua em thăm hai bác thôi hả? Con làm gì mà hỏi cái giọng điệu chất vấn người ta dữ vậy hả? Thi là người yêu cũ của chồng con mà mẹ. Người yêu cũ? Người có sao đâu. Chứ đâu phải là người yêu hiện tại đâu mà con lo. Mặc dù là hai đứa nó chia tay rồi, nhưng cũng còn là bạn bè với nhau. Nó qua lại đây nó thăm hỏi nhau, có gì đâu, bình thường mà. Ủa, bay nghĩ á, có ba mẹ bay ở đây rồi á, nó vô đây nó làm được cái gì với chồng bay ha? Hả? Trong đầu con á, lúc nào cũng nghĩ ai xấu hết trơn á. Con đâu có ý đó đâu ba. Đi lầu cho cố vô, giờ trễ rồi đó. Ra ngoài sau coi lo cơm nước đi. Không thôi lần nữa thằng Quân về không có cơm nó ăn đó. Nó làm như cả thế giới này có mình nó có bầu hay gì. Thấy chưa, nó đâu có sai đâu. Cái tướng đi mà nó khum xuống lấy cái vỏ cũng thấy ứa gan nữa. Đó, đi như dịch vậy đó. Hỏi sao, nhìn ai mà nói chung không có ưa nổi. Trời ơi. Bác. Hát gì? Sao vậy bác? Mắm. Mắm ngon. Ngon. À, ý là nó hơi có mùi đúng không hai bác? Hơi đậm mùi con. À, dạ, mà cá mà mắm cá mà hơi đậm mùi là nó. Em. Ủa chị, sao vậy? Bộ chị cũng không thích mắm hả? Chị còn ốm nghén á, cho nên hửi mùi cá hơi tanh nên chị khó chịu. À vậy ha, dạ. Để em gói lại, em quên, em vô ý quá. Ủa, mà chị bầu cũng 6-7 tháng rồi mà sao còn nghén hay vậy? Em nhớ là bầu tầm 3 tháng đầu mới bị nghén thôi á. Thì cưng chiều quá, riết sinh hư. Tối ngày á, cứ nói nghén này nghén nọ hà. Đã vậy á, còn than đau lưng, mỏi gối nhức khớp.
Thằng Quân nó đi làm về nó đã mệt mỏi rồi, còn dơ chân lên bắt nó xoa bóp riết rồi coi không có được. Cái gì? Chị bắt anh Quân xoa bóp chân hả? Ừ, ngày nào cũng vậy. Trời đất ơi, sao cười vậy? Em nhớ hồi xưa có bao giờ anh Quân bóp chân cho em đâu. À, em biết rồi, chắc là tại vì á anh Quân á hồi còn yêu em á chị, được em chỉ dạy nhiều thứ nên bây giờ mới thay đổi á. À, tính ra như vậy là bây giờ chị có phước á, không mấy chị cảm ơn em đi. Ê, vậy tự nhiên sao nhéo ăn? Em bị nói gì mà anh còn không nói đỡ cho em nữa hả? À, ăn ăn đi con, ăn đi, ăn. Ừ, Thi nè, em ở đây chơi lâu không? Tại vợ anh đang mang thai á, sợ tiếp em không được lâu á. Cái thằng này, ăn nói kỳ cục. À, chơi cũng ít nhất một tuần cũng có thể lâu lâu hơn hả con ha? À, dạ. Ba mẹ hợp tính với Thi. Dạ. Cho nên ba mẹ bàn với nhau rồi sẽ nhận Thi làm con nuôi cho nó ở trong nhà này luôn. Với lại nó cũng mới xin việc gần nhà mình nè, nó ở đây là hợp lý nhất, đúng không ông? Đúng rồi. Mẹ, con thấy vậy không có tiện đâu mẹ. Đây là nhà của ba mẹ, không lẽ giờ ba mẹ muốn cho ai tới nhà mình ở á phải hỏi ý xin phép con hả? Con không có ý đó. Không có ý đó thì im đi, đừng ý kiến. Bực im bội đi. Gì đâu á. Quân nữa nè. Dạ. Ăn cơm xong á, con chở Thi ra bến xe lấy đồ về. Tại vì dưới nhà Thi á gửi đồ lên, con ra con phụ nó rinh đồ chở về nhà nha không? Dạ. Thi ăn đi, đợi xíu tôi ra bến xe tôi rinh đồ vô cho. Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Yên tâm đi. Bác ăn đi bác. Thi là bạn gái cũ anh mà xưa cắm sừng anh, không lẽ anh mặc giày hay gì mà anh quay lại? Có gì đâu. Chị ông này ba mẹ chồng mình hồi xuân hả trời, đêm rồi mà còn nói chuyện ríu rít vậy nữa. Ba mẹ chồng mình ở đây. Chị Tiến hồi nãy ở trong phòng là của chồng mình với người yêu cũ hả? Gì đây? Đơn ly hôn. Cô tính giở trò gì vậy hả? Đừng hỏi tôi, anh hỏi ba mẹ anh á. Sao? Ý cô là đang chửi cha mẹ chồng cô đó hả? Tối qua lúc em ngủ, anh làm cái gì? Anh ở đâu? Ờ thì tối qua tôi qua phòng mẹ, tôi nói chuyện với mẹ chứ làm cái gì? Anh nói chuyện với mẹ hay là anh thú hí với người yêu cũ? Ê, mẹ con nói chuyện với con kìa. Nếu mà cô đã biết rồi á thì tôi cũng nói thẳng cho cô luôn. Đúng, hồi tối này á hai đứa nó ngủ chung với nhau á rồi sao? Nó chỉ là giải quyết cái vấn đề thôi. Cô nhìn kỹ cô đi, bây giờ cô bầu bì bụng vượt mặt rồi, có làm ăn được cái gì nữa đâu. Thì cô đợi sau này cô sanh xong đi, cô khỏe mạnh thì hai vợ chồng ráp lại thì ở với nhau rồi bình thường hạnh phúc, có gì đâu mà căng. Cái điều trơ trẽn gì mẹ cũng nói ra được hả mẹ? Có gì đâu mà trơ trẽn, bình thường mà. Cô phải hiểu cái vấn đề tâm sinh lý của chồng cô. Cô đừng có sống quá ích kỷ, cô có biết không? Con ích kỷ? Mẹ thử mẹ đặt trường hợp của mẹ là con đi. Lúc mẹ có bầu á, ba đi ngoại tình với người yêu cũ, thì mẹ có để cho con trai của mẹ gọi người chồng chơi chẹn đó là ba không? Ổng mà dám. Trời đất ơi, bay ơi, bay sống vô thoáng cái xíu đi. Nghe tao giải thích nè. Nếu như thằng Quân á, nó thật sự nó muốn ngoại tình á, nó đi ra ngoài á, khối người đẹp bên ngoài để nó ngoại tình. Nó ở nhà nó làm như vậy trong thời gian này á là nó đang giữ hạnh phúc gia đình với bay đó. Đúng là cái nhà này dột từ nóc mà. Anh có ba mẹ cực phẩm như vậy á, bởi vậy anh đâu có biết đúng sai phải trái gì đâu. Ba chồng á thì chơi dán con dâu có bầu đi xấu xí, còn mẹ chồng á thì mang người yêu cũ về cho chồng. Còn chồng á thì hèn nhát, có chuyện gì cũng gọi cho mẹ. Nếu cô cảm thấy không sống được trong cái nhà này á thì cứ việc ly dị đi. Nhưng tôi nói trước cho cô biết nha,
cái đứa nhỏ ở trong bụng cô á là con cháu trong cái gia đình này, khi cô đẻ ra nó phải thuộc về gia đình này, cô đừng có mong mà bắt được nó. Con hồi chưa sinh ra đời mà mẹ đã muốn tranh giành rồi hả? Con nói cho mẹ nghe nè, con đi làm, con có kinh tế, con có thể tự lo được cho con của con. Con có cần gia đình chồng mình lo lắng giùm cho con. Ba mẹ dành thời gian quý giá đó để dạy lại con trai yêu quý của mình đi kìa. Con này, anh lo mà ký đơn đi. Lúc trước anh chê cô ta ngoại tình, còn bây giờ anh quay lại anh ngoại tình với cô ta. Anh với cô ta đúng là mèo mã gà đồng, nồi nào úp dung đó. Sao vậy em? Ngồi dậy, ngồi dậy. Sao vậy? Trời ơi, em đang bầu bì như vậy, làm gì phải cẩn thận chứ. Muốn sửa gì anh nói anh sửa cho. Em đau bụng. Trời ơi. Bây giờ để anh đưa em đi bệnh viện nha. Thiệt tình luôn á. Anh ơi, anh làm gì vậy? Mấy cái đồ này của con thôi mà. Ủa em, sao đồ của con dọn hết trơn vậy? Con mất rồi, em cho người dọn cho nó đỡ chùm thiệt. Nè, anh bỏ ra rồi anh làm gì vậy? Cái đồ này của con thôi mà. Em bị hay em làm cái gì vậy? Sao cho người dọn hết đồ vậy? Ủa em nói không nghe hả? Em nói nó là con nó mất rồi, em không muốn để đồ con ở trong nhà nó chật. Ủa nhưng mà không lẽ mai mốt mình không sinh đứa khác hả? Thì để cái đồ này lại, mai mốt con mình ra đời thì mặc thôi chứ có gì đâu. Một lần như vậy đã là quá đủ rồi. Hay là anh muốn em chết anh mới vừa lòng? Anh xin lỗi. Em nghe anh nói nè, anh biết á là em cũng buồn, em cũng đau khổ lắm. Anh hứa từ nay anh sẽ bên cạnh em, anh không lơ là với em giây phút nào hết. Anh không cần hứa, anh chỉ cần làm những gì em muốn là được rồi. Nè, tôi nói mấy anh á, không được dọn đồ trong nhà tôi nghe chưa? Tôi cấm đó. Em làm gì? Em bị làm cái gì vậy? Đúng nè, tôi không muốn thấy mấy cái thứ này một lần nào nữa. Một là anh đem ra khỏi nhà, còn hai là anh để đây là tôi đốt liền. Anh chọn đi. Anh không nói chuyện với em nữa, bằng ngồi giá anh phải giữ lại. Con ơi, sao con bỏ cha mà đi vậy? Làm cái gì vậy hả? Bây giờ anh uống rượu á để giải quyết được cái gì? Tại sao không đi ra ngoài kiếm việc gì làm để kiếm tiền đi hả? Đúng rồi, cô nói vậy là đúng rồi. Tại vì cô đâu phải con người. Con tôi mất nè, tôi đau biết bao nhiêu, còn cô đâu có biết đau đâu. Biết đau để làm cái gì? Bây giờ đau để làm cái gì? Con nó có sống lại được không? Cô đúng rồi, tôi đâu có giàu bằng cô đâu, tôi cũng không giỏi bằng cô nữa, nhưng mà ít ra tôi còn là một con người, còn cô không phải là một con người. Còn tôi chết là tại cô đó. Sao vậy? Cái nhà này hư cái gì á, đâu có tôi một tiếng đi tôi sửa cho. Tại cô sửa đó, cho nên là con tôi mới chết, cô biết không? Rồi sao? Tôi với cô ly dị đi, tôi không thể sống với cô được nữa. Viết đơn đi, tôi ký cho. Ok, coi như tôi sai đi. Tất cả là tại tôi sai nè. Tôi sai khi tôi lấy cô làm vợ.
đi về, mau lên. Mẹ, đi về nhà mau lên. Nhưng mà con với cô ta sắp ly dị rồi, con không muốn về cái nhà đó nữa. Mau đi về cho mẹ, không có được ly dị gì hết á. Mẹ nghe con nói nè, con biết là cái nhà đó giàu thiệt, nhưng mà cái con cần á là tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Cái con cần á là sự hạnh phúc. Mẹ phải hiểu cho con chứ. À, hay là mày thấy vợ mày không còn đẻ được nữa cho nên mày muốn bỏ vợ mày đúng không? Ô, mẹ nói cái gì? Vợ con không còn đẻ được là sao mẹ? Là sao mẹ? Là sao mẹ? Ngọc, anh qua đây làm cái gì? Em nghe anh nói nè, anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh nha. Anh có lỗi gì mà xin? Đi về đi, em không có muốn nói chuyện với anh nữa. Mẹ, mẹ đã nói hết mọi chuyện, con không thể nào có con được nữa cho thằng Khang nó biết rồi. Tại vì hôm bữa mẹ qua thăm con, vô tình mẹ thấy hồ sơ bệnh án của con, cho nên mẹ mới biết. Sao vậy em? Cái chuyện như vậy mà em cũng giấu anh được nữa, em không nói cho anh biết vậy? Em nói cho anh là con có sống lại được không? Nhưng mà anh với em là vợ chồng, dù gì mình cũng chia sẻ cho nhau biết chứ. Em biết cái chuyện hôm bữa em sửa cái quạt té rồi mất con á, anh rất là giận em. Nhưng em không muốn em vô dụng, em không muốn từng cái chuyện nhỏ nhặt em phải nhờ tới anh. Nghe em nói nè, bây giờ em không thể có con được nữa, còn anh thì lại rất muốn có con, anh đi tìm người khác. Em thì nếu như vậy thì bây giờ mình xin con nuôi cũng được mà, đúng không? Như vậy em cũng công bằng với anh. Sao không công bằng? Vậy nếu bây giờ anh bỏ em, cái đó có gọi là công bằng không hả? Em đâu có sai gì đâu, sao em cứ một mình chịu đựng như vậy hoài? Nghe lời anh nè, bây giờ anh sẽ bên cạnh em để anh chăm sóc em nha. Thằng Khang nó nói đúng đó con, hai vợ chồng sống với nhau phải có hạnh phúc, còn cái việc con cái chỉ là sự gắn kết thôi. Bản thân hai vợ chồng con không có hạnh phúc thì dù có con hay không cũng có ý nghĩa gì đâu con. Nghe mẹ nói chưa? Nè, không có ly hôn gì nữa hết á, anh với em làm lại từ đầu nha. Vợ! Ê! Làm gì vậy? Đâu mà lu lu sau lưng tay vậy trời? Vợ, vợ nói nghe nè. Má bị té xe á, cái chân bị đau, để má lên đây ở vài bữa đi rồi lành lành rồi đưa má về ha. Không. Gì không liền vậy? Ông nghĩ coi, ông và vợ mà để sống chung với mẹ chồng, ông thấy kỳ hả? Kỳ cái gì? Ba với má già hết trơn xuống lỗ tới nơi kỳ gì? Có nên không thấy kỳ à, chứ hàng xóm người ta dị nghị đó. Bây giờ ông gọi điện bàn với anh em của ông đi, cho anh chị em của ông á chăm sóc mẹ trước đi. Nhà bển có điều kiện hơn nhà mình, đúng là không biết tính toán gì hết trơn. Bởi vậy hả, làm cái gì cũng thua thiệt với anh em với bạn bè hết á. Ủa mẹ, mẹ tới nào mẹ? Mẹ mới tới rồi con. Mẹ đi đường xa chắc mệt rồi, để con đưa mẹ vô nhà nghỉ nha. Xong đưa mẹ tới rồi mới nói tôi, không chịu gang tôi hả? Nghe, cái gì vậy ông nội? Kêu chiều mới giao mà tự nhiên giờ này giao bánh mì tới đây. Tôi thôi để ra lấy nè. Ông Hậu, nè, gì vậy? Uống cháo cho ba ăn giùm tôi ra lấy bánh mì cái. Gì vậy? Tôi còn nguyên xe cát ngoài kia kìa. Hậu. Dạ. Để mẹ đút cháo cho ba con ăn cho. Thôi để con đút cho, cái chân mẹ đau mà. Thôi con lo đi công việc của con đi, cái chân mẹ đau chứ cái tay đâu có đau đâu. Đây mẹ đút cho. Vậy mẹ làm con nha, cảm ơn mẹ. Đi con.
Nóng, 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 nóng. Ủa? Nóng quá. Ba, nóng. Sao vậy ba? Nóng. Trời ơi, trời có sao không ba? Nóng quá. Trời ơi, có sao không? Nóng quá. Không, không, không. Trời ơi, cái gì nó vậy? Sao quá. Ủa? Đi đâu vậy? Sao vậy ba? Tôi nói với ông á, đút cháo cho ba rồi ông bỏ đi đâu vậy? Ông làm không được thì không nói tôi, để tôi về tôi làm. Nhà nó có ông già vợ lẫn rồi, mà còn dắt ba và chồng bị què về đây chi nữa vậy? Anh nói năng kiểu gì? Ông nhắm á, ông có thời gian chăm sóc á, thì ông đừng có thay gì về đây cho tôi nữa. Anh công chuyện đang đăng đi lê tùm lum tùm la chứ không phải anh ở không đâu mà em nói vậy. Thôi thôi con, thôi thôi, hai đứa con đừng có gây nhau nữa. Cái này là lỗi của mẹ, tại mẹ, mẹ dắp té nên đổ tô cháo vô phỏng anh. Ôi mẹ xin lỗi. Lỗi phải gì? Mẹ là mẹ chồng, chứ không phải lên đây ở ké đâu mà nói nặng nói nhẹ nói này nói kia. Đi. Tao quá, nóng quá, nóng quá. Thái độ của bà bữa giờ là sao vậy? Mẹ là mẹ chồng của bà đó. Bà làm gì bà xài xể kiểu này kiểu kia là sao? Hả? Tôi xài xể mẹ hồi nào? Chứ thái độ của bà bữa giờ là gì? Từ cái lúc mà mẹ qua đây mẹ ở với mình á, bà lúc nào cái mặt cũng hầm 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 là sao? Cái đó không phải hỏi ông á. Hỏi gì? Ông có coi chồng tôi không? Cái gì ông cũng tự quyết hết trơn á, ông có coi tôi ra cái gì không? Bây giờ nói bà cũng cản, không nói biết chắc bà cũng cản. Bà không bao giờ tin tôi đó. Ông có bao giờ làm đúng không mà kêu tôi không cản? Ê! Không, à. Không, con không được đánh vợ. Nhớ cái mặt ông đó nha. Sao? Ê! Mai. Mai, 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 Mai. Thôi mẹ, cổ nói mẹ vậy á, mà mẹ còn binh cổ nữa hả? Không, con vẫn không biết con sai ở điểm nào. Con sai hả? Con sai cái gì hả mẹ? Bà, vô trong nhà cho nó mát đi, tự nhiên ra đây nắng chang chang rồi, bệnh rồi sao? Tôi bệnh chứ không có bệnh đâu mà ông lo. Tự nhiên vợ tôi bệnh tôi phải lo chứ. Thôi tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Ông lỗi phải gì mà xin? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Con nhìn tay mẹ nè. Mẹ bị gì vậy mẹ? Lúc làm đổ tô cháo á, tay của mẹ cũng bị bỏng. Con là con trai ruột của mẹ mà con không để ý tới. Vậy mà con dâu nó để ý, nó thấy, nó đem thuốc nó sức cho mẹ đó. Không phải là nó không thương mẹ, nó thương mẹ lắm, nhưng nó giận con. Là chuyện gì con làm á, con cũng không hỏi ý nó trước. Con tự quyền con quyết định, rồi con mới báo với nó. Con không có tôn trọng nó. Vợ chồng ở đồng cam cộng khổ với nhau, làm cái gì á, con cũng phải hỏi ý vợ con đàng hoàng. Bây giờ con biết cái sai của con chưa Hậu? Dạ. Biết sai thì ra xin lỗi vợ đi. Đi đi con. Rồi được rồi được rồi, tôi sai hết á. Cái chuyện mà tôi đi làm ăn á, tôi không nói trước với bà. Tôi muốn cho bà bất ngờ chứ bộ không phải tôi giấu giếm gì đâu. Rồi ai mà ngờ hả, anh em rồi nó lừa mất trắng. Nhưng mà tôi hứa là từ nay tôi muốn làm gì tôi nói bà trước. Được chưa? Tha lỗi đi. Tha lỗi đi. Ông nói vậy tôi cũng xin lỗi. Xin lỗi thì tha lỗi nha. Tôi nóng mà tôi nói vậy thôi, tôi không có ý gì đâu. Ôi rồi, tha lỗi, cười cái đi. Cười. Cười cái đi. Nóng. Tha lỗi rồi nha. Biết rồi.